Hello các bạn, lại là mình đây. Hôm nay sẽ đổi không khí một chút bằng cách là bằng cách này. Vô hạn thiên hà. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Sorry. Tiên phong siêu công nghệ. Game này mình cũng mới chơi được vài màn cho nên là cũng hơi bị dốt quá, cho nên là có gì các bạn ném gạch nhẹ nhẹ thôi nha. Hi hi hi. Vệ binh, tinh tú và tiên phong. Ok, cho nó có tiên phong. Rồi. Ổn ta, về bên tinh tú mạnh không vậy? Hay là siêu công nghệ mạnh? Ok. Thì nó không biết nó để nguyên dàn tướng ở đây để làm cái gì nữa. Nhớ được chắc liền, nhớ mặt luôn. Ồ, đồ gì có giống cho AD không? Bát kiếm. Gì khủng lửa. Vậy được không ta? Hay một con vệ binh tinh tú ta? Cái bẻ đi, mệt quá. Hộ vệ là gì? Ủa, hộ vệ và tiên phong là hai cái khác nhau hả? Lá chắn. Ồ, là cái tiên phong là hộ vệ hồi xưa hả? Và hộ vệ bây giờ là một cái gì đó mới. Trời ơi, bó tay. Ý, hay quá. Ý, trời má. Ok, so be it. Ê, vậy chơi full tiên phong được không ta? Tiên phong có gì? Biết hai đứa là Bobby và Leona, ba đứa còn lại mù luôn, không thấy được. Chán thiệt. Này có nên giữ không vậy? Thời không phép sư. Để coi. Ghê ghê. Có vẻ ổn, vẻ ổn. Ủa, lại tiên phong nè, trời ơi, nó muốn chơi tiên phong, full tiên phong luôn hả? Nổi loạn, đấu sĩ, nổi loạn là gì? Hiểu. Không chơi đâu.
Hay quá, hay quá, lại thắng vô. Thêm con này vô. Bán đồ gì ông ta? Thiên thần. Quyền năng khổng lồ. Chắc gắn vô con Bobby. Chứ giờ đâu có gì để mua đâu. Có thời không nè, mua cho vui, không biết để làm gì. Ui, sao nó toàn một sao không mà nó đánh ghê vậy? Ý đứng nhất, trời hay quá. Thường mấy đứa đứng nhất bây giờ hay bị thua. Coi lấy ai. Lấy ai là ai, lấy cái giáp đi hả. Mày gì toàn đồ phòng thủ không mà, bó tay. Rồi mất giáp, lấy gì. Lấy kháng phép đi. Trời, cái này là ý trời muốn chơi Bobby hay là gì á. Này cũng về binh tinh tú luôn nè. Hay chơi về binh tinh tú ta. Về binh tinh tú pháp sư. Về binh tinh tú hộ vệ. Ồ. Mày để đó đi, kệ bẻ đi, mệt quá. Úi giời. Tinh hồn và tiên phong nữa nè. Mạnh hơn không? Thôi đâu được gì. Vậy đi. Đến lần coi. Tiên phong nè. Rối loạn bí ẩn. Sao mình đã hai con nãy ở đây chi ta? Xàm quá, xàm quá. Quá hồi đứa nào. Ha 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 ha. Cái tiếng trâu bò. Vậy ổ không trời. Cần đứa nào đánh xa. Đâu đánh xa đi. Ồ có ổ. Ok. Sorry, Leone. Chọn trước.
Elione đây nè. Mua lại Lione đi, mệt quá. Bán Lione để mua lại Lione, trời ơi. Thông minh vãi nồi, không thể tin. Không thể tin được. Sao đây nhỉ? Đâu quá trời nè. Bát kiếm. Quyền năng. Thêm một đứa Bobby nữa đi. Rồi cái vấn đề là team mình bị thiếu đam dữ dội. Hồi máu hả? Ok cũng được. lấy thịt đèn người. Để đi phân phát đồ đạc hay gì. Quyền năng khủng lồ. À Mordekaiser xài năng lượng phải không? Thôi gắn cục nước. Gắn cục nước vô Mordekaiser. Lộn sẽ cái gì ai Tone vô Runan Quyết kiếm. Nè cô ăn Runan hả? Nè cô phải đánh xa không vậy? 400 ăn là có phải đánh xa không? Nãy giờ có con hậu vệ nào khác không vậy? Ê, cái team này vui á. Bí ẩn. Cái rồi chưa gì hết, Sone chết rồi. Ôi rồi, bye bye. Aha, chú sao. Dạ, chấm hỏi gì? Hi 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 hi. Ồ, cái gì mà tàn đồ công kích không vui vậy? Lấy gì vậy? Không biết lấy gì luôn. Lấy giọt nước đi. Cho Sone ăn. Mình chắc điều đó không xảy ra. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Giọt nước má ơi. Trời ơi, tặng 3 cái kiếm rồi, ở nhà để làm gì tặng 3 cái kiếm. Tiên phong nè. Thêm mỗi liều nè nữa. Này đánh xa hay đánh gần vậy? 108 hả? Hậu vệ nè. Gì đi mệt quá. Ý quên sao không để tiên phong vô. Ờ trời ơi bị khùng, cái này bị khùng cái trình độ. Oh.
Ok. Này thì bắn. Oh, 4 tiên phong quá dữ dội. Hộ vệ nè. Bí ẩn. Bí ẩn. Bí ẩn. Gắn mấy cái kiếm này vô xin dao nó chém vui lẽ gì cái ba lần sát thương đồ đánh và áp dụng hiệu ứng đồng đánh có vẻ thú vị. Úi giờ sao không ai nhắm con này hết vợ này. Oh, Soraka. Leona luôn. Nhớ bán Kaman đi, Leona. Này. Này mình có cần đi đâu không ta? Chắc không cần đâu ha. Nguyên team châu bò mà mệt luôn. Deliver. Huyết kiếm. Rồi, tạm biệt JC. Không chỉ đơn giản là rất nhiều tiền, chả có mẹ gì. Miễn nhiễm không chê. Còn này là gì? Phong kiếm. Thú vị nè. Phong kiếm. Vô cực kiếm. Lưỡi kiếm tử thần. Xin giao chắc để xin giao gì khổng lồ với cái gì đó đi cho nó thú vị. Ôi ôi đừng chết chứ. Ui da. Ôi thua rồi. Xin giao tiếp nè. Xin giao vô. Quá tuyệt. Không biết từ chỗ nào nhưng mà thôi kệ. Đây. Đây, Xin Giao sẽ là kẻ rồi. Xin Giao. Không thể hiểu nổi. Còn một đứa hộ vệ nữa là đứa nào ta? Ủa nãy giờ mình có miss đứa hộ vệ này không vậy? Hình như có. Úi giời ơi. Bye. Hộ vệ nè. Này đi đi. Hộ vệ nè.
hộ vệ. Tiên phong nè. Tiên phong. Ui, xin chào carry, carry đi xin chào ơi. Cái gì đi nhỉ? Chắc chắn là nó sẽ chừa một đống đồ phòng thủ. Mất cái muỗng, ok. Mất giọt nước luôn hả? Nó không lấy giọt nước. Nữa là muốn kháng phép đi. Vậy đi. Trash. Trash. Where? Nó hàng này đứng đây chi ta? Ui da. Thằng Sen khó chịu quá à. Tự nhiên nó bật cái chiêu nó lên đánh không trúng luôn. Cho một đứa hồi máu nào đó vô. Gì trời. Hậu vệ nè. Mày đi đi. Chắc lên level nhanh hơn. Ủa carry đâu rồi? Đây. Ủa dạ, cái gì vậy? Jin nữa. Này thì Jin. Ô vậy nó. Carry lên 3 sao đi carry à. Giáp tiền, giáp thiên thần, lên lên vợ kịch kịch kịch. Có xin giao không? Không mà có này. Ờ thôi cũng được. Tiếp. Javan hồi nãy bán bẻ rồi, lên vợ tiếp đi.
Cái áo giáp với cái này là vô ai đấy? Ổn này là dấu gì? Phát kiếm hả? Phát kiếm. Ui. Con quỷ đe riếu. Ôi con quỷ Darius mạnh vậy. Ở lại bí ẩn. Kệ mẹ đi, không biết mình đang làm mẹ gì nữa, kệ mẹ đi. Hộ vệ. Hộ vệ vũ trụ. Có này vô là được cái vũ trụ luôn nè. Gì trời. Vô gì nè. Sorry. Kenry lên 3 sao rồi. Giờ bỏ đây, hộ vệ vũ trụ. Bỏ hồi máu vô ta. Bỏ hộ vệ vũ trụ đi. Hay quá, đúng lúc. Không có gì. Soraka bao hiếm luôn, không thấy nó đâu luôn. Soraka. Gì vậy? KL. Này thì chém. Lấy gì giờ? Vệ binh tinh tú. Hay lấy cái khiên ta. Cái khiên cũng vui. Nó sao cứ bị lụm mà bực mình quá à. À đây nè, lấy ở đây đó. Bị mù. Soraka. Đây là hai ô cùng hàng nhận được một lá chắn. Chị đi. Tại vừa chỗ đến xin sao nó bỏ lên. Chuyện xe ta diễn qua đây hả? Thì vậy đi. Lyuna xàm lắm, Lyuna chết cũng được. Sorry Lyuna. Thế như bị thừa thải Sona phải không ta? Kệ. Ôi tội nghiệp, xin chào, không có chỗ để đi. Bỏ Soraka vô nữa full team rồi. Giờ
Chờ lên level chứ làm gì. Chờ lên level. Rồi chắc đánh với thằng hạng nhất quá à, hai thằng bốc cháy. Rồi so far so good ha. Rồi đúng rồi, đánh thằng hạng nhất nè. Bãi nồi thiệt. Ui da. Ui da, mắm tiền. Đúng mạnh luôn. Level. Tự nhiên nó cho anh này là cái gì? Chắc Quang Đại cho Bobby đi, Bobby thấy thấy khi chiu chiu hay để cho Xin Giao đứng đứng đầu ta. Cũng được. Tại sao không nhỉ? Con quỷ này chạy tùm lum nó mệt quá. Trời ơi trời ơi trời ơi, này thì đó vậy đi bớt phiền. Trời ơi, mọi người đều mạnh lên rồi, chỉ có mình yếu thôi. Phải nói. Ra ké vô. Vô đâu để tránh bị con quỷ kia nó stun. Vô đây đi. Vậy đi. Để có gì bị kéo thì còn còn có đứa đỡ. Là như vậy. Vậy. Nào cũng được, mệt quá. Giờ ấp cái gì đây? Húp. Ủa gì chạy đâu vậy má? Rồi bó tay rồi, đánh với thằng này sao thắng nổi. Thôi rồi nghỉ. Ơi hạng gì à, cũng được. Hy vọng các bạn thấy thú vị. Em video tại đây, tạm biệt các bạn, bye.